Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Và hôm nay bên em sẽ khui hộp cho các bác mọi miền Tổ quốc cùng chiêm ngưỡng, cùng trải nghiệm một cái súp kép hơi Bát 50 thương hiệu TL Sao. Vâng, trước mắt quý vị và các bạn thì đây là cái hộp mà bên em nhập nguyên đăng nguyên kiện về súp kép hơi 50, cực kỳ là uy lực. Đây là gọi là dòng khủng long bạo chúa, chất bát thì khủng khiếp luôn. Thì bây giờ bên em sẽ bóc ra và khui hộp. Nhân viên bên em đang setup một bộ dàn cực kỳ đẳng cấp để cho các bác, quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Vâng, thì đây là tổng thể của súp kép hơi 50, rất là khủng bố, long bạo chúa đây, đẹp không tì vết luôn ạ. Vâng, đây là dòng cho sự kiện rất là không gian rất là lớn. Thì các bác nào xem kênh YouTube Zika Audio thì các bác hãy để lại số điện thoại muốn sở hữu một súp kép hơi 50 rất là đẳng cấp, thì bên em sẽ tư vấn cho các bác trực tiếp, hoặc các bác cũng để lại số. Các em phá làng phá xóm với cái súp kép 50 TL Sao. Mã là CSP 280.
Vâng, em đang đứng phải hôm phải đến tầm 80m đấy ạ. Vâng, em đang đứng phải tầm 80m. Chụp cắt 50 đánh tới luôn ạ. Em nghĩ là còn phải hơn đến 150m đấy ạ. Em đi xa quá rồi. Rồi, em quay trở về sân khấu chính đấy ạ. Đường ghé qua nghe trải nghiệm luôn đi ạ. Một ngày nhân viên Zika Audio rất là cầu kỳ, rất là vất vả để set up cho một bộ dàn karaoke cực kỳ là cao cấp cho sự kiện.